Chào các bác xem video. Cây lì đọt đến mấy cũng phải ra khi chúng ta dùng sản phẩm này. Mời các bác đón xem. Chúng ta chia ra một phần rễ và phần lá. Thì sản phẩm này tôi đã cung cấp cho rất nhiều nông dân rồi, 8.000 khách hàng khắp cả nước rồi. Có hiệu quả, mình chia sẻ các bác. Chia sẻ cho bác nào mới đăng ký kênh, chưa biết sản phẩm này. Sản phẩm này tôi đã review rất nhiều cái video trên kênh Nhân Vlog rồi. Và cách sử dụng như nào thì mời các bạn đón xem. Đối với những cây lì đọt, chai đọt, những cây bị vàng lá, bị kém phát đọt thì các bạn có thể áp dụng phương pháp này. Đó như là chúng ta dùng sản phẩm B1, vitamin B1 của Thái Lan, nguyên đai nguyên kiện, hình khủng long, chai 1 lít nhé. Và kết hợp với chai kỹ rễ Yanaka, kỹ rễ cây trồng, phối hợp với kỹ sư Nhật Bản, phong cách Nhật Bản, chai 1 lít. Thì tôi đã cho nông dân dùng hai chai này, pha chung cho 1.000 lít nước, 5 phi đấy. Và tưới ở vùng rễ của cây trồng. Cây trồng to thì tưới nhiều, cây nhỏ tưới ít, 5 đến 10 lít tùy đường kinh tán các bạn nhé. Đối với rau màu chúng ta sẽ phun ướt đẫm được, không vấn đề cháy lá cả. Thì giúp kích rễ mạnh, giải độc, cung cấp hữu cơ cho đất, phát triển bộ rễ trắng xóa, phân nhánh, ăn được nhiều phân bón nó xung quanh đất hơn. Để chống chai thì chúng ta sẽ dùng 20 ngày sau các bạn nhé, hoặc là 2 tuần nhé, các bạn dùng cho sản phẩm có tên là Homista, chai 1 lít, nhập khẩu của Tây Ban Nha này. Thành phần là axit fulvic 3%, axit humic 12%, kali 5%, vừa tốt cây vừa cứng cây, tăng đề kháng, giải độc cho cả cây và đất, ra rễ đâm cành cứng mạnh, cháy lớn. Đấy. Cái này sản phẩm nhập khẩu Tây Ban Nha các bạn này, đây Chedecop này, Spain. Đấy. Và phối hợp với lại 1 ký humic này, Humica nhập khẩu của Mỹ. Đấy, nguyên gói USA. 95% là humic acid, humic có giá nhân phụ cho các bạn làm tham khảo nhé. 1 ký này, mark in USA, tan hết còn nhá, dạng bột nhưng mà tan hết. Các bác tưới vào rễ mà đất thay đổi. Lần 1 các bạn tưới bộ kỹ rễ này, B1 Yanaka này. Lần 2 sau 2 tuần. Sau 2 tuần nhé, 10 ngày hoặc 2 tuần cũng được, hoặc 1 tháng cũng được, cũng không sao cả. Các bạn chuyển sang tưới cái Humista này. Đó, cộng Humica này, pha cho 1.000 lít nước, chai 1 lít, cái này 1 ký, 1.000 lít, 5 phi đấy. Đảm bảo các bác cây lì đọt nhé, 1 tháng, bung đọt lá to xanh dày, rễ khỏe, giải độc, tăng đề kháng những cây trồng, năng suất. Còn những cây mà nó thối hết rễ cái, rễ củ các bạn thì không cứu nha. Còn những cây mà mới bị chột rễ, mới bị đứng rễ chẳng hạn thì nó phát triển rễ phân nhánh. Rễ ra thì đọt sẽ ra, cây ăn đủ chất thì lá sẽ xanh dày, bóng, tăng đề kháng. Và bên trên thì các bạn hỗ trợ cho phun lên lá, pha nước phun lên lá cái chai Amino Manhê này, sách tay này, nguyên đai nguyên kiện của Tây Ban Nha, chai 1 lít, nó chắc chắn chứ nổi các bạn. Và cộng với chai Aton kẽm này, kẽm đậm đặc của Tây Ban Nha, pha cho 1.000 lít nước, 5 phi, phun kỹ lên 2 mặt lá, phun cả trái non cũng được không sao, giúp lá xanh dày, quang hợp mạnh, tăng đề kháng, tạo chất xơ, xua được côn trùng và làm côn trùng ngán ăn. Khi có chất xơ dai thì côn trùng nó chích vào các bạn, nó sẽ ngán ăn và xua đuổi, tạo mùi hương, mùi hắc, mùi chát, côn trùng sẽ ít căn phá hơn. Cho nên các bạn ít sử dụng thuốc trừ sâu, trừ nấm mà cây trồng nó rất là khỏe mạnh, xanh bóng, năng suất, ra hoa nhiều, nụ to. Và hỗ trợ những cây bị vàng lá thối rễ, lá to khỏe, cây có lì đọt đến mấy, lì rễ đến mấy khi chúng ta dùng sản phẩm này. Bên Anila chia sẻ rất hiệu quả. Các bạn chia sẻ xong thì các bạn đánh giá cái hiệu quả của nó, báo cáo vào, chia sẻ thành quả vào số Zalo là 0967 80029, hoặc các bạn comment dưới video
để cho các bác cùng áp dụng. Cái gì tốt là chia sẻ cho nhau. Mà cái này tôi đã bán rất nhiều rồi, thực tế cho nông dân khắp nơi, nông dân rất là khen các bạn nhé. Cho nên chúng tôi là không quảng cáo công ty nào cả, không nhận tiền quảng cáo công ty nào các bạn nhé, mà bán thực tế, chia sẻ thực tế để cho các bác tiết kiệm cũng như chống lãng phí khi chúng ta không biết sản phẩm tốt. Các bạn làm đâu chắc đến đấy, đưa vào cây ăn được không bị ngộ độc và chúng ta thấy hiệu quả ngay chỉ sau 1 đến 2 lần phun sử dụng. Các bạn có thể hỏi mua những cái hàng này ở ngoài hàng vật tư nông nghiệp nhé, gần chỗ các bác cũng bán nó khá phổ biến đấy. Còn chỗ các bác nào không có thì các bạn có thể liên hệ số Vanilai. Số Vanilai là một kênh chia sẻ thuốc về thực vật thực tế uy tín, và có uy tín thì các bạn dùng tốt, các bác sẽ chia sẻ cho mọi người cùng dùng, chúng tôi sẽ cung cấp được nhiều hàng hơn, đưa những hàng tốt chất lượng đến một con nông dân, giúp một con nông dân bán thực tế. Chứ chúng tôi rất là bận, 8.000 cái hàng này thì chúng tôi cũng sẽ liên lạc và đến vườn quay để đưa lên kênh, nhưng mà chúng tôi rất là bận, không làm được, rất tốn công. Và bác nào có duyên xem được kênh Alilai, Alivlog thì các bạn mua áp dụng cho đạt hiệu quả. Và các bạn có nhu cầu mua hàng để sử dụng, cảm nhận thì các bạn liên hệ qua số Zalo 0967 80029. Nếu các bạn gọi tôi không nghe máy thì các bạn để lời nhắn nhé, nhắn tin, tôi rảnh tôi đọc, tôi sẽ trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng số về like. Và các bạn thấy video có ích thì các bạn tặng cho một like, chia sẻ video cho người cùng xem, đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo cho nông nghiệp. Cảm ơn các bác.